Xin được chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em xin được giới thiệu với toàn thể các bác chiếc xe Kia Soluto đời 2020 màu trắng ngọc trinh bản số tự động. Cái loại này thì tội gì mà đi mô linh nhỉ các bác nhỉ. Rồi, trước tiên thì cho em xin mời các bác xem qua một số cái hình ảnh bên ngoại thất của em nói trước, để các bác có thể là làm việc về giá luôn với các bác mà tin tưởng cửa hàng bên em và biết cách làm việc của bên em rồi thì có thể xem luôn và có thể làm việc về giá được luôn được rồi. Còn về giá thì các bác xem phần mô tả phía dưới cho em nhé. Rồi, xin chào các bác. Vừa rồi là một số cái hình ảnh sơ qua để các bác nếu mà yêu quý chiếc xe này có thể vào việc được luôn nếu mà đã biết cách làm việc của bên em rồi. Còn bây giờ em sẽ đi chi tiết về nội ngoại thất của em nó để giúp cho các bác xem được cụ thể luôn nha. Rồi, trước tiên là phần đầu xe. Cái đèn của nó em nó thì vẫn là đèn halogen là thôi. Phía dưới này ta có đèn định vị ban ngày này. Còn bên trong này ta có đèn gầm nha. Đó, cái phần đầu xe thì các bác biết rồi. Em nói thì ngôn ngữ thiết kế của Kia rồi. Đó, trông mặc dù em nó nhỏ nhưng mà cái đầu xe nhìn em nó trông bệ vệ em hẳn. Rồi, các bác có nhìn thấy, có thể nhìn thấy cái đường khe kẽ các thứ này rất là luột mà này. Rồi em nó không có vấn đề gì rồi. Còn tấm này là 2020 thì nó phải đẹp nha các bác nhé. Này, na răng cái thứ thì luột mà luôn rồi. Na răng là na răng đa chấu này. Đó, chi nhan trên gươi là gương đầy đủ này. Nắp trên cái tấm cái chắn mưa này. Đó, đây. Đây là phần keo chỉ của em nó đây. Đó, giúp cho các bác xem xe từ xa luôn. Đó. Đây. Đây. Em vẫn nhắc lại là các bác quan tâm đến giá thì các bác xem cái phần mình mô tả phía dưới nhá. Giá thì em nói trên này cũng được thôi, nhưng vấn đề là em không thay đổi được giá. Nhưng mà thị trường nó đi xuống thì em không nói thay đổi được. Mà thị trường nó chỉ có đi xuống nhưng làm sao nó đi lên nha các bác, yên tâm là như thế. Về xe này nhiều khi là nửa năm thì chẳng ai hỏi thăm gì là bình thường. Này, trần phao thì sạch sẽ này, không một là không có bất kỳ một vấn đề gì này. Đó, đắp lô đắp ly các thứ này, không một vết xước này. 2020 mà nó phải đẹp là chắc chắn rồi. Đây, đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa sau bên phụ đây. Đó, các bác vào việc được luôn nha. Bác lo mà biết xem xe thì xong luôn đấy. Đấy, với cái cách quay của bên em này, mặc dù nó mất thời gian một chút nhưng mà giúp cho các bác xem xe từ xa luôn. Đấy, với cái bác mà biết xem xe là xong, vào việc được luôn. Có thể là alo chuyển khoản tận cọc rồi em xích xe tận nơi luôn, tận chân giường luôn. Được rồi. Đó. Đây. Điện sau này đây. Nào, mời các bác nhìn qua cái phần gầm của em nó này. 2020 thì tất nhiên là em nó phải đẹp rồi. Đấy, không có tì vết gì nhá. Dấu các cái con ốc, các thứ vẫn còn nguyên zin hết nhá. Này. Đấy, em cho hẳn sâu vào cho các bác xem. Ok. Đấy. Em này thì mở cốp lại bằng chìa khóa. Được, để lát nữa em sẽ sang bên này. Cái đèn này thì không phải đèn led đâu nhé các bác nhé, nó vẫn là đèn bóng mà thôi, nhưng mà cũng được cái thế vuốt trông rất là trau chuốt và đẹp. Đó, có đuôi gió phía sau này. Đấy, đuôi gió này. Kia Soluto bản đời lưu xe nhé. Đây. Đây, đó là đường xe kẽ này, rất luột là này. Đấy. Đây, lốp nắp các thứ nguyên dàn cho xe hết nhé, chưa có một quả nào có vấn đề gì cả. Đó. Đây, đều chỉ tránh bên sau bên lái đây. Cho các bác mà yêu quý những cái đường chỉ, những gọi là cách xem xe. Đây, ghế kia. Đó, trần phao đây.
nhìn từ mọi góc nhìn cho các bác luôn. Có đóng góp ý kiến gì thì vẫn phiền các bác ở comment xuống phía dưới giúp em, để chúng em hoàn thiện những video của bên mình, giúp cho các bác xem xe được từ xa được tốt nhất. Đó, theo chỉ đây. Đấy. Ghế của em nó thì hoàn toàn là điều chỉnh bằng cơm thôi. Nha, có bơm ghế, có tựa ghế, có các thứ là đầy đủ hết rồi. Đó, nội thất ở ghế da nguyên bản, ghế lái của em nó vẫn còn luột lại như thế này thì làm sao các ghế khác nó có vấn đề gì được. Nó mới là tất nhiên rồi, đúng không các bác? Đó, trần phào thì đây. Đấy, có quan sát chưa em? Đấy, còn phía bên trong này là có gì này? Thứ nhất là em nó nhỏ nhưng mà có võ này. Cái độ điều chỉnh độ ngóc của đèn pha đây này. Đây là điều chỉnh mặt gương. Đấy, mặt gương, đúng không? À, các bác có thấy cái bây giờ thì cái với bảng này thì nó thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà nhiều bác lên là không thấy cái phím điều khiển các cái kính cửa ở đâu thì cũng hơi giật mình, đúng không? À, thực ra thì với các bác mà cái bảng này nó cũng mới ra thì nhiều người, bản thân em cũng giật mình. Nhưng mà em nó đã được chuyển vào đây rồi các bác nhé. Đây, đây là lên xuống kính này. Đây là khóa kính này. Đấy, đây là lên này, đây là xuống này. Đây, đây các kính bên lái này, kính trước, kính sau này. Kính bên sau bên phụ này, kính trước bên lái này. Đấy, lên này. Đó, điều hòa là bằng điều khiển bằng điện, hai chiều nóng lạnh mà thôi. Phía dưới này ta có cổng AUX này, USB này. Đây là cổng lấy điện 12V này. Đấy, cốc để đồ, số tự động, một số tự động 4 cấp thôi nha các bác nhé. Đây, tần số các thứ thì, à quên, phanh tay các thứ thì vẫn chưa có bất kỳ một tỷ vết gì cả. Đấy, đây, cái vô lăng đây, 2020 mà. Đấy, các bác có thể quan sát này, rất đẹp luôn chứ không phải là đẹp nha. Đấy, chưa một bất kỳ một cái dấu mòn của thời gian gì cả. Cái bên này thì ta có tích hợp vô lăng này, tăng giảm âm lượng này, làm thoại dành tay này, chuyển bài này, chuyển menu này. Mốt viết các thứ đấy. Vâng, đèn pha thì là đèn pha bình thường, nó không được tự động đâu các bạn, kể cả gạt mưa cũng vậy. Nhưng mà em nó thì được trang bị màn hình này theo xe đấy, màn hình theo xe. Và em nó thì được trang bị là hai túi khí đây các bác nhé, bên này một túi khí và trên vô lăng là một túi khí. Đó, 2020 đây. Em giật cái cabo, mời các bác xem cái phần động cơ của em nó này. À đây, quay cái phần la răng phía bên này. Đó, phần lốp tôi chỉ cho các bác luôn. Tất cả phần lốp là con Continental nhé, nguyên dàn đấy, 2020 theo xe đấy. Đó, còn đây là phần động cơ, trái tim của em nó này. Tội gì mà mua mô linh đúng không các bác? Đấy. À, trước tiên thì cho em xin được quay cái phần keo chỉ của em nó này. Phần cabo này, keo chỉ phần cabo này. Đấy. Đây. Đây là phần keo chỉ phía trong đây. Đấy. Đấy. Ốc bản lề các thứ vẫn nguyên zin hết nhá. À, chưa có bất kỳ một tí vết gì cả này. Rồi, đây là cái phần ấy này. Ốc tai xe, cái thứ tai xe này, các cụ của giảm sóc các thứ này. Đấy. Đây. Phía bên này này, cái phần đầu taxi các thứ này. Nguyên zin hết này. Đó. Các bác quan sát trên cái phần bên này này. Đấy, xe em nó thì rất mới rồi. Các bác đừng có bảo là em khen là quá nhiều mà tả cũng có nhiều mà nói cũng rất nhiều nhưng mà không thấy giá đâu nhé. Giá em để phần mô tả phía dưới. Tuyển các bác là cứ xem hết video của bên em, cửa hàng comment, chứ không có comment thế thì nó không được vui cho lắm các bạn. Đó, đây phần đầu taxi đây. Đây này em giúp cho các bác xem xe từ xa được tốt nhất, để các bác là đỡ mất thời gian để di chuyển trên đường. Đấy, chứ còn em quay nhanh thì cũng được thôi, không vấn đề gì cả. Đó, đây. Đây, đây là cái phần
động cơ này. Thứ nhất là chân máy của em nó tất nhiên là phải zin hết rồi. Cái em này thì động cơ rất là thoáng, các bác quan sát rất dễ nhé. Này, các chân máy có thứ nguyên zin hết nhé. Cái chứng tỏ này em nó chưa bị cẩu ra đâu. Thế là xong nhé. Thứ hai nữa là các bác nhìn các ốc mặt máy này. Máy thì nó chia làm 3 thớt, thớt mặt máy, thớt thân máy và phía dưới máy kia. Thế thì các bác mặt máy chưa bị tháo thì làm sao bị dưới thì bị tháo được, đúng không? Nào, các bác nhìn quan sát này. Cái con ốc phía đầu này. Mà tóm lại là xe nó không phải xe giấy, cho nên là chắc chắn nó phải zin rồi. Sợ nhất là đụng ngập nước thì bên này em đã cam kết cho các bác rồi. Còn các bác đây là quay cho các bác xem nó có bị đâm định ngập nước thì không thôi. Đấy, nếu mà các bác biết xem xe thì là xong rồi đấy, vào việc được rồi đấy. Đấy, còn các bác mà chưa biết cách xem xe thì qua đây không bị bỡ ngỡ nha. Đấy, còn đây là cái phần hộp đen của em nó đây. Tất nhiên là nó vẫn nguyên hết cái dấu QC này. Đấy, cái dấu định vị nó cứ nguyên zin hết này, chưa có động chạm gì này. Đấy. Đến ắc quy này em nó vẫn còn nguyên zin, chưa tháo ra một lần này. Vẫn nguyên dấu QC này. Đấy, đấy. Cái ắc quy nó còn nguyên này, nói chuyện đến những cái chi tiết khác làm gì. Đó. Xin được cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi hết video. Vừa rồi là nội ngoại thất của em Kia Soluto đời 2020 bản số tự động này rồi. Thế thì bác nào cảm thấy yêu quý chiếc xe này, cảm thấy phù hợp nhu cầu sử dụng của mình rồi thì hãy bốc máy lên. Alo cho bên em số điện thoại 0968 22 388. Luôn chờ các cuộc gọi đến của các bác. Còn có đóng góp ý kiến gì thì các bác comment xuống phía dưới là cho em. Để em ra những video sau phục vụ cho các bác được tốt nhất, giúp cho các bác xem xe từ xa. Chứ còn di chuyển trên đường thực sự là nó vừa mất thời gian, vừa mất công, mất việc, mọi bụi bặm. Thế thì các bác có thể xem ở trên này nó mất thời gian một chút nhưng mà nó rất chi là chi tiết để nó đỡ mất thời gian của các bác. Thứ nữa là các bác mà tốt nhất là các bác đến thì các bác alo trước cho em cái, chứ thực ra thì em cũng nói thật là nhiều bác là đến xe nó bán rồi thì mất vui. Đấy, thế này lại đi mất công thì thôi tốt nhất các bác cứ alo cái. Thứ nhất là chỉ đường, thứ hai có thể làm việc về giá luôn. Thứ ba nữa là các bác ở xa thì em có thể là làm việc về giá luôn. Số tài khoản các thứ em để trên hết trên đó rồi. Các bác có thể chuyển khoản đặt cọc nhận xe, em ship xe tận giường cho các bác. Rồi, hôm nay như vậy thôi. Có đóng góp ý kiến gì vẫn phiền các bác comment xuống phía dưới này giúp em nhé. Đó, các bác nếu mà yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe mà luôn được cam kết với chất lượng, nếu mà chưa tìm được những cái chiếc xe mà ưng ý của mình thì đừng quên tích đăng ký và nhớ tích chuông để tìm cho mình những chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.